Hoa hậu Ngọc Châu thú nhận bị buộc thôi học, không thể tốt nghiệp. Trường không cho quay lại học để lấy bằng ra. Vậy sao? Thì bây giờ chắc là con sẽ không học tiếp tục cái ngành đó để mà lấy cái bằng ra được nữa. Phụ huynh trải lòng làm mẹ đơn thân nuôi con gái. Mang đựng nợ nần để cho nuôi con thôi chứ giờ ước mơ, không ước mơ gì hết. Có một mình là đâu có ước mơ được. Sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe 2022, thông tin Ngọc Châu khai gian bằng cấp và chưa tốt nghiệp đại học là chủ đề được khán giả quan tâm. Bên cạnh đó, nhiều người đòi tẩy chay Ngọc Châu vì không có bằng đại học. Sau những lần im lặng, trong clip Hoa hậu Ngọc Châu đăng tải lần hiếm hoi nàng hậu đã thú nhận bị buộc thôi học, không thể tốt nghiệp đại học. Ngày xưa con nói với mẹ học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Nhưng con còn 1 đến 2 đồ án chưa làm nên chưa thể lấy bằng. Trường không cho con quay lại học tiếp vì quá hạn đào tạo, con giờ không thể lấy bằng được nữa. Chia sẻ về lý do không thể tốt nghiệp, Ngọc Châu cho biết cô tập trung vào việc chuẩn bị thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nên lơ là, không để ý thông báo của nhà trường. Sau khi đăng quang, cô biết mình bị nhà trường buộc thôi học, có làm đơn xin ban giám hiệu xem xét hỗ trợ, hoàn thành đồ án tốt nghiệp nhưng không thể. Nhà trường từ chối và làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, dù không thể tốt nghiệp đại học nhưng Ngọc Châu hứa với mẹ học ngành khác liên quan đến công việc hiện tại và định hướng trong tương lai. Dù buồn vì biết con gái không tốt nghiệp, bà động viên Ngọc Châu vượt qua khó khăn. Trong khi đó, mẹ ruột nàng hậu cũng trải lòng cuộc sống làm mẹ đơn thân suốt những năm qua, một mình nuôi các con. Bà tiết lộ bản thân không muốn đi thêm bước nữa vì con mình thì mình nuôi chứ ai đâu mà nuôi con dù mình. Điều mẹ Ngọc Châu luôn băn khoăn nghĩ nàng hậu sẽ còn cả tương lai phía trước. Lúc mệt mỏi và khó khăn nhất là lúc trong nhà cạn tiền, các con còn nhỏ. Khi đó, mẹ phải vào ngân hàng vay tiền, làm lụng để nuôi các con. Mẹ chỉ mong con có công việc ổn định, con cứ tiếp tục cố gắng, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đạt được những cái thành tích tốt như thế nào ngoài kia thì khi quay trở về nhà thì bản thân mình cũng vẫn là một người con, một đứa con gái mà mẹ luôn lo lắng. Chia sẻ về hành trình ý nghĩa cùng mẹ, Hoa hậu Ngọc Châu nói, mỗi khoảnh khắc bên cạnh mẹ, tôi cảm thấy bản thân dù có ở vị trí nào, mang vai trò nào thì vẫn chỉ là cô con gái nhỏ bé của mẹ khi ở nhà. Khi thông tin Hoa hậu Ngọc Châu khai gian tốt nghiệp và buộc thôi học, khi đó CEO Trần Việt Bảo Hoàng lên tiếng thay nàng hậu, khẳng định cô chỉ ghi vào hồ sơ trình độ học vấn 12/12 và đang theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng. Ở cái thời điểm Châu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì trên hồ sơ của Châu là bạn thể hiện hoàn toàn trung thực là cái việc là mình trình độ hiện tại là 12/12. Nhận được sự động viên từ mẹ, Ngọc Châu cũng chia sẻ về những dự định trên con đường học vấn sắp tới, về định hướng khi hoạt động nghệ thuật khiến phụ huynh an tâm hơn. Còn bạn nghĩ sao về Ngọc Châu? Cùng để lại chia sẻ cho Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.